cao tơ nè mọi người. Người trồng cao trái dài là cái này nè mọi người. Đây. Đây là cây cao trái dài nha mọi người. Cái trái dài để hồi mình bẻ xuống rồi cho mọi người coi. Rồi mình quay những cái cao mà trái tròn cho mọi người. Cao này là cây cao trái tròn nè mọi người. Đây. Cao trái tròn nha mọi người. Quay cho mọi người xem nè. Còn này là trái dài nè, trái dài có đít đàng hoàng nè nha mọi người. Là mọi người trồng trái dài này là trồng cao, là cao vú bọ mọi người, nó thịnh hành đó mọi người, lúc cao dày cũng dễ ăn nữa. Còn cao này á, là cao trái tròn nè, trái tròn là lúc mà mùa nghịch á, trái tròn nó thịnh hành hơn mọi người, mà nó không chính xác ngon bằng trái dài. Trái dài là thật nghịch gì nó cũng được hết, mà vú bò nghe mọi người. Video của mình giới thiệu trái dài với trái tròn mọi người. Đây là trái dài nè mọi người, đây là trái tròn. Còn trái dài này là lúc mà cả Trung Quốc nó ăn nè mọi người. Còn trái tròn này chỉ là cao dài thôi. Video của mình đến đây hết, hẹn mọi người gặp video lần tiếp theo. Xin chào mọi người.